À, chào mọi người nha. Bây giờ mình sẽ qua cây táo tàu dài của nhà chị Trang, của bên hàng xóm ấy nè. Nó mọc qua là thành cái táo tàu dài. Bây giờ mình ghép cái Tiger Tooth nha. Tiger Tooth táo tàu rất là quý hiếm. Mình sẽ ghép vào đây. Mình chọn cái nhánh này. Thì chắc mình bấm xuống như này, thấp một chút cho nó khỏe. Thì cái cành này hơi lớn thì mình dùng mà center thon nha, mình lót dẹp hai bên giống nãy. Cái nhánh nào mà nó non nó vừa thì mình ghép ăn nó với nhau âm dương. Cái táo tàu này nó rất là khỏe đó, mình ghép cái này là sống ngon đó. Đó, giờ mình chẻ chính giữa này ra. Đó, mình coi hai cái cạnh này nó ok với nhau. Xong bắt đầu mình mới cắt nha. Cắt như đây. Đó, mình lấy một cái chồi này thôi. Ghép mình cho nó xoay hướng ra ngoài nha. Cái món nó mập nó chìa ra đây nè. Chù trời, ăn ngoài mình tét đi luôn ghê. Không, hoàn tại cái này nó hơi dài nhưng mà sao mình quấn kín nó lành. Chắc dùng cái thép điện. Tí nó đầu trên này mình dùng cái thép trong mình quấn cho giữ độ ẩm thôi. Cái này là mình quấn nó vừa chặt mà nó bảo vệ cái nhiệt độ. Thép điện mà chịu nhiệt độ ghê lắm. Thôi cái mép này nó phải kín nha các bạn, bóp cho nó kín. Okay, bắt đầu giờ mình quấn nè. Tươi, giữ cái cành cho nó tươi. Cái mầm này thì không cần đâu, mình cho nó trồi ra cũng được. Thì mình quấn cái này cho vào đây, xong lẹn lại gấp vào, xong mình xuống như này. Đó, anh thua mình phải giữ cái đầu nhánh này cho nó tươi nha, bịt kín nó lại. Này là mình quấn mấy lần luôn á. Cái này là ăn xuống đó. Đó, kín như lại cái mầm này mới mốt nó đâm ra này. Nó đang ngủ đông á. Đó, giờ mình cắt sẽ cột chéo vô đây. Cái điện thoại biết rồi Phan anh. Chạy đi, tôi chạy xe vô dẹp ngủ coi. Rồi ok, đang quay phim đâu. Rồi bye quý vị nha. Rồi xong hả chị.